Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, có một số bạn hỏi tôi là thùng kích cỡ như thế nào là hợp lý. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn hôm nay một cái mẫu thùng có những kích cỡ hợp lý để cho di chuyển ong cho nó phù hợp. Khi chúng ta thuê xe để di chuyển đến một vùng nơi khác thì để xếp thùng ong cho nó nhất khít, không cho tránh xô đẩy làm vỡ cầu ong. Thì như đây cho chúng tôi mới mua một cái lô thùng này. Thì lô thùng này thì với cái kích cỡ chiều ngang của nó là 40 cm. Thì với kích cỡ này thì khi di chuyển thì xếp lên xe chở ong thì nó sẽ khít vào nhau và nó không bị thừa một khoảng trống nào cả. Thì qua đó thì là khi chúng ta di chuyển đến vùng mới thì là thùng ong không bị xô, thì cũng đồng nghĩa với cái việc là cầu ong ở bên trong là không bị vỡ và tránh ảnh hưởng đến làm chết ong ở trong thùng. Thế còn cái chiều dài này thì là cái kích cỡ của những nhà người ta đóng thùng ấy, thì là kích cỡ là chiều dài này nó là như nhau, tầm 47 phân cho một cái chiều như này. Thế còn ở bên trong thì đây lô thùng này là toàn bằng gỗ sao thì là chủ yếu là gỗ sao là ở trong miền Nam, khu vực miền Nam là hay có gỗ sao, và bà con lại anh em trong đấy là nuôi ong là đóng bằng loại gỗ này, nó rất là bền, sử dụng rất là lâu. Chứ khu vực miền Bắc thì không có loại gỗ này, nên anh em chúng tôi phải mua toàn bộ cái diện là cái thùng ong này là của anh em trong miền Nam. Thùng này thì đã qua sử dụng. Đấy, lô thùng này thì anh em tôi mua là 300.000, trong đó có 10 cái cầu không. Thùng này thì như chúng tôi khi nuôi ong thì thùng này thường thường là để được 8 cầu. 10 cầu thì chỉ vào vụ rét thôi, chứ mùa nóng thì chỉ để được 8 cầu thôi. Thì chứ mùa cái thùng 10 cầu thì nó rộng hơn, thoáng hơn, nhưng mà nó lại không phù hợp cho cái việc mà chúng ta di chuyển ong đi nơi khác, cho nên là đàn ong cái 8 cầu như thế này là hợp lý nhất cho cái vấn đề chuyển ong đi nơi khác. Nó chỉ có bất cập là khi ong mà nó đông quân quá thì chúng ta buộc phải tách sớm, thì tránh ong để ong bị nóng. Bởi vậy cái thùng này nó hơi phải xử lý là cái vấn đề là nó chật, là chúng ta phải tách sớm. Còn nó phù hợp cho cái vấn đề di chuyển ong đến địa điểm khác, nó phù hợp. Và trên đây là cái chia sẻ đến các bạn là cái quy chế, là cái quy cách là thùng như thế nào là để hợp lý cho di chuyển. Và chúc các bạn thành công trong nghề nuôi ong.